nhà đẹp quá thôi này các bác. Hello, xin chào toàn thể các bác nhá. Em hiện tại đang có mặt tại thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương để lắp đặt cho anh Xoan một bộ sản phẩm karaoke đẳng cấp chuyên nghiệp với dòng sản phẩm những đôi loa full B3X15i hàng mới xịn nguyên xốp, những chiếc đẩy PS Audio B4800. Và các bác sẽ cùng chờ đợi một bài test, một bài review chất âm để các bác sẽ cùng tham khảo nhé. Xin mời toàn thể các bác ạ. Dạ vâng ạ, cũng có lẽ là sắp đến nhà của anh Xoan thân rồi các bác. Hiện tại em đang đi qua phường Phú Thứ và sắp đến phường Duy Tân, nhà của anh Xoan. Thưa thầy các bác thân mến, thị xã Kinh Môn nằm ở giữa, xung quanh được bao bọc bởi con sông Kinh Thầy. Và khi về với thị xã Kinh Môn thì là chắc chắn các bác phải đi qua những cây cầu. Còn nếu không đi qua các cây cầu thì chắc chắn phải đi đò hoặc đi qua những chiếc phà. Còn thị xã Kinh Môn xung quanh là sông nước các bác nhé, xung quanh là sông nước. Và hiện tại em đang ở trong những xã đảo thuộc thị xã Kinh Môn. Đó, ở trong đây rất là phát triển bởi những khu công nghiệp, ví dụ như là tập đoàn Hòa Phát, những công ty xi măng, ví dụ như là xi măng Phúc Thơn và rất nhiều những công ty xi măng địa phương ở tỉnh Hải Dương các bác nhé. Và các bác hãy nhìn xem rất nhiều núi đá đó. Và chắc có lẽ là sắp đến nhà. Vâng ạ, đã đến. Đây là xã Hoành Sơn, chùa Nhâm Dương. Và có lẽ em sẽ phải hỏi đường thôi các bác. Em sẽ phải hỏi đường các bác nhá. Đây rồi. Đấy, đoán em rồi. Dạ vâng ạ. Đường vào phường Duy Tân, nhà anh Xoan rất là đẹp, rộng và sạch sẽ. Anh đang đi đằng trước dẫn đường cho em vào nhà thân này các bác. Vâng ạ, những xã đây gọi là xã đảo các bác nhé. Đó, bởi vì là nằm ở trong khu vực là xung quanh toàn là sông, như vậy gọi là xã đảo thôi này các bác. Đường vào rất là sạch sẽ đẹp. Vâng ạ, và khi lên phường, lên phố thì phải khác đúng không các bác? Đó, ui sóc. Đấy. Và các bác sẽ cùng xem cái khung cảnh rất là yên bình ở tất cả vùng quê thì nơi nào cũng giống nhau. Đó là những cánh đồng lúa xanh mướt và chuẩn bị thu hoạch thì nó sẽ ngả óng vàng đúng không các bác? Đó. Ok. À vâng, dép phải rồi đúng không ạ? Ok nhá, để dép phải nhá. Đó. Ok rồi. Và em nghĩ là chắc là sắp đến nhà. Đường đang bé dần một chút. Đây chắc chắn là về khu dân cư hoặc có thể là gọi là thôn đúng không ạ? Vâng. Ok nhá, em chào các bác nhá. Các bác sẽ cùng xem em vào sắp xếp và test âm thôi này các bác. Đã lắp đặt cũng như là chỉnh setup, mời toàn thể các bác cùng tham khảo chất âm bộ sản phẩm karaoke nghe nhạc đẳng cấp chuyên nghiệp với sự góp mặt của một đôi loa B3X15i. Đôi bát sử dụng loa 40 từ 220 coi 100, chiếc kèm titan từ 17 coi 7.2. nghe rất là chất thật là các bác, càng nghe càng hay và nghe nhạc gì cũng hay. Và với sự góp mặt của một chiếc đẩy PS Audio B4800, một chiếc đẩy có độ bền cao, chống chập, chống sốc, 4 quạt gió chạy mạch class AB bản nâng cấp, dòng đẩy size 2U. Một chiếc lăng tiếng Pareo mã số AC2020XS. Những chiếc máy lăng tiếng cao cấp, chất lượng, linh kiện tốt, độ bền cao, chất âm rất hay. Một chiếc vang số chỉnh cơ GD Coutin KM320. Các bác ạ, thực sự là nó rất là chất lượng cho những bộ sản phẩm karaoke gia đình. Những bộ mic không dây BBS ProSound U588, hàng chính hãng của công ty BBS ProSound sản xuất. Một chiếc đầu giải mã nhạc mạng DAC-X7 các bạn, của FX Audio. Các bạn sẽ cùng ngắm nhìn. Và khi đến nơi thì anh Xoan, các bạn sẽ cùng nhìn, đã cắt tủ xong xuôi các bạn nhé. Một chiếc tủ rất là đẹp nhưng không ngần ngại vì đam mê. Anh sẵn sàng cắt tủ để bộ sản phẩm nó được vừa. Nghe rất là hay luôn các bạn. Và đây, một quả súp
bát 50 từ 220 con 100 TD Automatic. Em còn 2 quả nữa các bác nhá. Giá 5.500.000 đồng một quả, thùng gỗ sơn phần bóng màu đen. À, thùng gỗ chín nắp. Và thưa các bác thân mến, càng nghe càng hay. Tiếng bát rất là sâu, ấm và chắc tiếng. Em sẽ cho to một chút các bác nhé, để các bác cũng như anh em có thể tham khảo thật kỹ bộ sản phẩm. Với thương hiệu loa B3, một thương hiệu nổi tiếng đến từ đất nước Đức, thì luôn luôn được các bác lựa chọn trong những bộ sản phẩm karaoke. Em đang chào bán hai mã của DX, đó là X12i giá 18 triệu và X15i giá 26 triệu. Em sẽ cho to một chút nữa. Và em còn chào bán một model, đó là đời Z Mang Z 212 mới tinh giá 11.200.000. Giá trên em chào bán tại cửa hàng. Ok, em sẽ cho nhỏ một chút. Thưa này các bác thân mến, và mà anh Soan rất là nhiệt tình, quý mến, hiện tại đang nói rằng là sẽ mời em ở đây giao lưu trong buổi tối. Thì em cũng xin phép là sẽ gửi lời cảm ơn tới anh Soan, cũng như là gửi lời cảm ơn tới toàn thể các bác. Tất nhiên là các bác rất là yêu mến rồi, nhưng mà vì cái thời gian eo hẹp, và đặc biệt là đường xá còn xa xôi, và còn nhiều công việc hiện tại đang chờ tại cửa hàng, thì rất là mong các bác và anh em, đặc biệt là anh Soan thực sự thông cảm. Em lắp đặt xong thì xin phép là sẽ về cửa hàng để sẽ tiếp tục test những bộ sản phẩm khác để toàn thể các bác có thể tham khảo kỹ hơn. Và nó xin được cảm ơn toàn thể các bác. Em xin phép gửi lời chào. Bộ sản phẩm này em hiện tại tận dụng lại đôi loa BMB 450V hàng có nghĩa là loại 1 của Trung Quốc các bạn, tận dụng lại để đỡ bỏ đi cho đỡ phí. Thì anh nói rằng là sắp tới là chắc chắn sẽ bỏ đôi loa này đi và để mua một đôi loa lời cũng của B3, đó là những đôi X8i. Và trong cái không gian của anh hiện tại đang sử dụng và chơi bộ sản phẩm này, anh có chia sẻ là thời gian ngắn nữa, cũng là rất là ngắn thôi, một thời gian ngắn nữa thôi ạ, là anh sẽ thay con TV 55-60 inch ở đây, và anh sẽ mở rộng cái phòng khách sửa ra tít ở ngoài bờ tường kia, dài ngang ra khoảng 5m nữa các bác nhé. Đấy, chiều ngang dài khoảng 5m nữa, để bộ sản phẩm này nó thể hiện được hết cái chất của nó. Đấy, và em xin được chúc cho anh Soan sẽ sớm thực hiện được cái ước mơ của mình. Và em xin phép gửi lời chào lần này các bác. Hẹn gặp lại ở những video tiếp theo. Các bác cần tư vấn phối ghép những bộ sản phẩm karaoke đẳng cấp chất lượng và những bộ sản phẩm karaoke tầm trung, tầm rẻ, sẽ liên hệ cho em qua các số máy 0365888988, 0368891555, và nhắn tin qua Zalo để được tư vấn. Em xin chào và hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo ạ.